Cư dân mạng đã quay xe lên án những người sản xuất content bẩn và cho rằng chủ quán cà phê cố tình tạo trend để câu like. Cụ thể, sau khi clip cà phê nâu lắc được tung lên mạng, nhiều người đã vào bình luận cho rằng vị khách thật quá đáng, nhiều tài khoản bình luận kêu cà phê nâu lắc nhưng không đường thì nâu lắc phải có sữa chứ sao không đường không ngọt được, không uống được cà phê thì đừng có kêu nâu lắc rồi lấy cớ không trả tiền. Ngay sau khi cộng đồng mạng lên án nhân vật chính cà phê nâu lắc thì xuất hiện clip người đàn ông in hình người phụ nữ dán trước quán miễn tiếp. Tuy nhiên, một số tài khoản đã soi ra người trong clip từng đóng rất nhiều vai phụ trên phim truyền hình. Cộng đồng mạng đã tung clip ngắn có nhân vật tham gia vai phụ trong phim BTL. Đáng chú ý, một số cơ quan truyền thông lớn đã tải clip cà phê nâu lắc và đăng trên TikTok. Tài khoản thu cút bình luận, ngay từ đầu đã thấy cô này rất quen, không biết đã xem ở đâu. Cộng đồng mạng đã bị người đăng clip giác mũi trong khi đó nhiều người đồng tình với việc tẩy chay những người sản xuất nội dung bẩn tài khoản tấn tài bức xúc chủ quán hoặc người cố ý quay clip phải bị tẩy chay thay vì chia sẻ nhấn nút like thì chúng ta hãy chung tay báo cáo những clip nhảm bẩn để góp phần làm trong sạch không gian mạng nhiều tài khoản truy tìm địa chỉ quán cà phê để cạch không đến quán để những chủ quán có ý định pr bẩn phải lưu ý bà nguyễn thị hoài thu nguyên chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội nói luật an ninh mạng đã có các cơ quan chức năng cần rao riết xử phạt những trường hợp đưa tin nhảm sai sự thật hoặc những clip gây ảnh hưởng xấu trên mạng